Mến chào cả nhà. Cách trồng một cây hoa mà hoa giấy á, nó dễ sống á, thì khi mà cả nhà mua bầu về á, thì mình trồng á, mình để cái bầu vô chậu C6. Đây là cái cây giống, hôm giống nó nhỏ xíu nha. Mình quay cho cả nhà xem mà mình trồng bây giờ nó gió nó thổi về một hướng. Nó rất là đẹp luôn, bông nè. Cây nó nhỏ xíu à. Nè. Rất là đơn giản, mình trồng á, mình mua cái bầu C6 này nè, về nè. Nè, cho cả nhà xem. Về mình trồng trong cái chậu nhỏ xíu thôi. Để mình làm cây kiểng bonsai á, hoa giấy nhỏ nhỏ nó rất là đẹp luôn. Mình trồng hổm gài rồi bây giờ nó quá trời rau nó mọc luôn. Mình nhổ ra cho cả nhà xem cái bầu giống. Trồng cái kiểu này á, hoa giấy nó dễ phát triển lắm. Nhưng mà nhớ là đừng có để đất nhiều quá. Do mình để đất nhiều quá á, là cái cây hoa giấy mình nó bị, cái rễ nó không có phát triển nhiều, nên cái cây nó không hút được chất dinh dưỡng. Nó không hút được chất dinh dưỡng, cái cây nó chậm phát triển lắm cả nhà. Chứ mình về làm để nguyên như vậy nè, Mình trồng vô mà bây giờ cái cây hoa nè, nó bung nè, nhỏ xíu thôi mà bông nó bung đều rất là đẹp luôn. Cây hoa giấy này là hoa giấy Thái. Bông nó cả tháng rồi mà không rụng. Bông nó vẫn nhiều hết biết luôn nè cả nhà. Nhiều nè, bền nè. Đúng là giấy Thái, mà giấy Thái giống mới bây giờ á, là hoa nó rất là đẹp luôn và lâu rụng hết biết luôn. Cái này là nó còn ga nữa nè, cam lửa nha cả nhà. Mình trồng á, thì khi trồng á, thì mua về rồi ra chậu nhỏ nhỏ như vậy nè, cây nó tốt rồi mình để trồng lên một chậu như vậy nữa thì cây nó phát triển rất là tốt luôn. Còn mà cả nhà nào có đất á, mình trồng dưới đất á, thì mình trồng như vậy rồi từ từ mình tưới á, cái rễ nó lòi ra á, thì cái cây mình nó sống rất là khỏe và tốt luôn. Trồng hoa giấy mà lâu lâu á, cả nhà muốn cây mình tốt á, thì mình bón phân và xịt thêm, tưới thêm thuốc thì kích thích ra rễ nè. Mình sử dụng cam cách nè, mình kêu cơm cách, kích thích ra rễ, ra nhiều hoa, chống đổ ngã nè, cũng rất là tốt cho cây hoa giấy luôn nha cả nhà. Cây á, nó nhiều hoa lắm, loại khác cũng được, nhiều, rất là nhiều loại. Hoa giấy nó rất là dễ sinh trưởng luôn, nhưng mà cái cách trồng của mình á, mình trồng làm sao á, đất tươi xốp á, thì cái bộ phôi rễ hoa giấy nó mới phát triển nhiều. Còn mà trồng mà đất nó bị chai cứng á, thì cây nó sẽ, cả nhà trồng 2-3 năm đi, cây nó cũng nhỏ xíu luôn. Nó bị chai đất á, cái cây 2 năm nó cũng nhỏ xíu như vậy luôn nè. Mà hoa nhiều thôi chứ ngoài ra là nó không phát triển được. Nên khi mà cả nhà muốn trồng cái cây hoa giấy mình phát triển nhiều á, bắt buộc là mình phải tươi xốp, phân rơm, sơ dừa, trấu tươi, hoặc là trộn thêm tro vào cũng được. Nhưng mà ở quê mình là toàn là sử dụng 3 loại thôi. Giá thể hoa giấy á, là trấu tươi, sơ dừa và phân rơm. Mình tưới á, lâu ngày á, trồng hoa thì cây nó dễ bị hư úng rớt, thì lâu lâu gốc rễ cái hoa giấy á, lâu lâu á mình sử dụng thêm cái loại này nè, bịch nhỏ xíu rồi cả nhà, mình pha mình tưới cho cả vườn hoa mình luôn cũng được nữa. Nó vừa kích thích rễ ra nhiều hoa, chống đổ ngã cho cây mình luôn, nó tốt, rất là nhiều loại luôn. Loại này mình thấy cũng im. Rễ to gia tăng khả năng bám đất, phục hồi bộ rễ, rụng hoa đồ rất là hay luôn cả nhà. Mình xài cái này nè, mình tưới cho mấy cái gốc. Và khi mà mình tưới thì lâu ngày á, giá thể trong này nó bung, nó văng ra ngoài hết, là mình tưới lúc nào cũng bị hư, thì mình trộn thêm là
sơ dừa cháu tươi thì mình để lên tiếp tục nữa. Thì mình qua một đợt như vậy á, cả nhà cắt tỉa lại đi, rồi mình thêm mấy cái này vô ha. Là cây hoa giấy mình á, lúc nào trên cây nó cũng có hoa hết trơn á, nếu mà mình xiên cắt tỉa. Ví dụ như mình cắt bỏ mấy này hết á, là nó sẽ đâm chồi là nó ra hoa tiếp tục, ra hoa qua mấy cái mắt lá này nè. Nên mình tưới lâu ngày là nó bị phân đất nó văng ra ngoài hết à. Nên mình trộn mình để bón vô thêm cho cái cây hoa mình nhiều hoa. Hoa nào cũng vậy hết. Mình chăm sóc hoa rau quả nào mình thấy nó cũng vậy hết á. Mình xuyên chăm sóc á, thì cái cây mình nó hoa nhiều nó đẹp. Bồi bổ vô cây nó sẽ tốt thêm. Cái này mình để tuốt trên cao nè, mà gió nó quá nó nghiêng vậy nè, mình không có cắm cọc, mình tính cắt mình làm tròn tròn nhỏ nhỏ à, cả nhà làm cây bonsai nhỏ nhỏ chơi. Cái hôm giống nó nhỏ xíu nè, mình về mình trồng nè, mình để vô chậu này, khi nào mà rễ nó phát triển to mạnh á mình mới cắt bỏ này ra. Ở dưới này thì mình khoét, còn nếu mà cả nhà trồng trên chậu ở dưới đất chứ, thì cả nhà cũng trồng theo cái cách này của mình, rồi cây nó tốt mình mới đem ra đất thì cây nó sẽ phát triển nhanh hơn. Và tuyệt đối là không để thẳng xuống mặt đất. Thẳng xuống mặt đất là cái cây cả nhà hả, nó bị suy dinh dưỡng luôn, nó bị chai, rễ nó không xuyên qua mà phát triển to được. Rễ đất là phải tơi xốp thì cây hoa giấy nó mới thích hợp để nó cho ra nhiều hoa. Này mình trồng trên cao, màu sắc rất là đẹp rồi cả nhà, đỏ rực luôn. Qua mỗi một đợt như vậy là mình cắt tỉa hết thì cái tược non nó lên là hoa tiếp tục nó ra, nhưng mà phải chăm bón tưới. Đây mình trồng ở trên cao chứ mình cũng lên chậu từng 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 gì nè, để cho hôm giống nó chắc nó khỏe. Bón thêm phân vô đây, mình thêm nó vô nó sẽ tốt hơn. Tưới lâu ngày là nó bung ra hết à. Mặc dù ở trên cao nhưng mà hoa nó luôn luôn rực rỡ luôn cả nhà. Nhìn ban công nhà mình. Đây, mình xuyên cắt tỉa là các chồi non nó lên liền liền luôn. Rất là đẹp luôn à. Các chồi non nó lên hoài luôn. Mấy cái này là nó già rồi nhưng mà nó vẫn còn đẹp nên mình chưa có cắt tỉa. Hoa giấy này nó già rồi. Nó già rồi đó. Mà mình thấy nó còn đẹp quá nên mình chưa cắt lại, kệ nó. Này nó cũng vậy luôn đó nè, bông rất là đẹp luôn, rất là rực rỡ luôn. Hoa nào cũng vậy, mình xuyên chăm sóc thì cây nó rất là mau phát triển. Cái này đủ màu hết trơn, coi như cái cây này nè cả nhà, cây này hoa nó đầy cây hết trơn. Bón phân chăm sóc nó thêm thì hoa rất là nhiều luôn. Rồi mình xin cảm ơn cả nhà đã xem, và mình kính chúc cả nhà luôn vui khỏe, an lành, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.